Chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình mùng 7 Tết rồi, bây giờ mình đi thăm bẫy, bây giờ mình còn có ba con chuột rồi các bạn ơi. Bây giờ bữa mình có nuôi con trộm á. Cái hôm qua mình đi chơi cái mình quên cho nó ăn, nó xảy ra nó phá banh cái lồng nuôi chuột của mình luôn, nó làm hết rồi, mình bắt lại được có ba con. Đây, hôm nay mình có lúa. Rồi. Vì gì bẫy mình cũng còn ít à, còn có mười mấy cái mà không biết bữa nay có bị mất nữa không. Cho đó không biết thôi, một năm mới mình không có gì hết. À, có là chúc cho quý vị và các bạn một năm mới có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc nha. Quý vị và các bạn theo mình thăm bẫy nha. Đây. Trong đây con cá nha các bạn. Trời nắng quá. Nãy ngoài kia có hai cái ta bắp rồi, ta thấy ta đạp dẹp của mình luôn các bạn. Mới sửa là mình ôm ra đây. Ui, rùi không để rướp nữa. Rồi chuột chết rồi. Ê, nặng nha các bạn. Con gì đây? Ồ, một con hổ dện. Một con hổ dện này cũng được nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Để mình đi ra ngoài kia mình bắt cho các bạn coi nha. Rồi, để mình bắt nó ra cho các bạn coi nha. Con này cũng được nha các bạn. Chắc phải sao nó ối ta, chắc ký rưỡi nha các bạn. Chắc ký tư ký rưỡi vậy, cũng không to mấy đâu. Rồi để mình bắt nó ra cho các bạn. Công hết thơm này vô lâu mà sao cái mỏ nó không ăn thua gì ta. Con này đúng là nó to lắm nha các bạn, nhưng mà nó ốm á. Đây là tàu, cá tàu. Mà đứng to thiệt. Mình nó ốm. Cũng được rồi, cầu nằm đi cái thứ ba vậy là cũng đẹp rồi các bạn. Con này cũng dữ à. Rồi. Nha các bạn. Con này chắc nằm thứ ba, thứ tư. Nó ốm quá, cái đầu nó to ghê không các bạn. Đầu nó to mà nó ốm. Rồi, để mình bỏ vô túi nha các bạn. Đây, con đầu tư. Đầu năm giờ là im mặt con đầu tiên. Đấy. Đấy. Con mình dừng máy lại vô chuột mình đặt lại các bạn coi nè, vậy cũng được sao hả?
Ê trời, chú ếch quẹt nó ăn chuột mình luôn hả? Con chuột đâu? Trời ơi, mình đặt chuột to lắm mà sao con này có chút xíu mà nó ăn luôn được con chuột được sao à? Kỳ vậy trời. Nè. Trời, trời nắng quá không thấy. Ủa? Kỳ vậy đó. Để mình đem con vào. Trời ơi. Các bạn coi nó nè. Ủa nó vậy nó đâu có ăn được con chuột. Hay vậy? Thôi lỡ rồi nè, nó ăn con chuột của mình nằm ngay đây à. Đúng rồi đó. Thôi để mình dừng bắt nó luôn. Rồi còn cái cuối cùng rồi, cũng không có luôn các bạn ơi. Cái này được hai con à. Cũng còn may mắn được hai con. Mình con cái da cò chỉ còn có 16 cái à các bạn ơi. Bị mất hai cái nữa rồi. Chắc kiểu này chắc thăm tua hai tua nữa chắc không còn cái nào quá. Thôi nhìn clip từ đây nha. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ nha. Hôm nay mình thất thu rồi.